Hello em, nay Gaga ra lại cái băng quyền này nè. Sau khu băng quyền từ chính kim cương, mình cũng quay thử cái chính kim cương à. Đã quay thử chính kim cương thì nó ra được cái đồ đạn băng này nè. Băng này, còn anh em nhân phẩm tốt thì chắc sẽ ngon hơn. Còn nếu mà anh em xác định quyết tâm lấy thì anh em chuẩn bị tầm 1K5 kim cương là chắc chắn anh em sẽ sở hữu thôi nha. Mình thì sở hữu cái này từ trước rồi, từ cái đợt mà Tay chân đâu nó hết rồi không nào? phải cái đợt đầu tiên mà cái đợt mà ra chung với cái bộ đồ anh hùng bàn phím này nè. Anh hùng bàn phím chung trong cũng dùng quay bay màu anh em. Đấm đấm này. Thì theo mình thì đấm đấm này cũng khá là đẹp nha. Vẫn bông tuyết nó bay 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 xung quanh cái tay. Khá là đẹp. Với lại anh em cũng dễ sở hữu hơn là mấy cái nắm đấm khác. Hình như cũng nhất quyền lúc trước cũng ở trong vòng quay bay màu đúng không? Trong vòng quay bay màu thì anh em xác định được là bao nhiêu kim cương nó chắc chắn sẽ ra. Còn mấy cái dáng lướt đồ nè. Con lướt lúc nãy nè. Con nước băng nhìn nó cũng đơn giản vậy thôi nè. Hưởng bông tuyết nó bay 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 nè. Nó có chung với có khá là nhiều cái loại giống đó như là phong hỏa, còn chai lựu đạn mới, chai lựu đạn băng thì nó cũng ra hình như cũng mấy lần rồi, nó bán trong shop cũng khá là nhiều lần rồi. Hiệu ứng nó cũng không có gì đặc biệt đâu anh em, hiệu ứng thì mình cũng không có gì đặc biệt hả. Ok, vào tử chiến test cái nắm đấm thôi anh em, đem vào sảnh chờ luôn đi. Đấm này hai hai ván đầu mình đấm ngáo quá luôn rồi anh em. Tiếp theo là ván thứ ba nữa nha. Lái Tới cục sạc thiệt chứ. Một đấm keo tao. Một nó ngoài là nó ba rồi đó. Double kill. Còn trong nhà kìa, trong nhà cháu đăng kìa. Triple kill. Cuối cùng cũng thắng là được một ván rồi. Lậu rồi. Hai cây cầu thang đi. Ba nó rồi. Lên tới nhà mình nữa rồi. Đây nè, nhá nhá xe nè. Đứng yên nó bắn chết nào, chạy thẳng xuống nó bắn chết nào. Triple kill. Vừa chết luôn. Nó mất tiêu luôn đó rồi. Mà bê nè. Ba thằng dưới luôn. Thế thôi, chọn luôn đạn. Thằng đi lại nó thằng mắc cười và nó chạy bên tay trái kìa. Đâu một.
Mình thấy thằng da đen bản này đó. Nè, anh đang sử da đen này. Ngoài gao cái nó. Nóc đang nóc đang nóc nóc đây thua thừa rồi. Bắn bao nhiêu rồi? Bắn quả bằng kem. Chết nó rồi. Đây 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 đây, nhà gỗ nhà gỗ. Không nhà gỗ không? Nó mày gáy đi. Nó nồi. Cầm cái to, cầm cái to. Chọc. Chọc rồi nãy mới trồng 4 mới chắc mẹ. Dành lại cái quần đấy chứ, nó đỡ nó thua mà nó sao. Dành lại cái quần. Chẳng qua chặn này nãy nó hên thôi. Hên mà không bốn luôn à. Không lẽ nó hên dữ gì. Hên thôi mình. Ôi chết mẹ. Đây, 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 đây anh em ơi. Tới đâu rồi? Đây nè anh em. Chết mẹ, trời lộn trái rồi. Lộn trái, lộn. Sao trời chứ? Anh lộn. Nó bắt đầu cái to. Rồi, nó xuống dưới hàng. Anh trời lộn trái, anh trời lộn trái. Đi chung đi, đừng đừng lê lá. Đã chết nữa. Đây, đây, lên tới anh hồ luôn kìa. Đây luôn, xe luôn, xe luôn. Không không rồi, quay cú nè, quay cú nè. Sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng kìa, sau lưng kìa. First blood. Tôi lại hả? Nó tới đó. Có dừng mất đường sao vậy? Bỏ xuống, bỏ xuống. Bỏ không được, kẹt anh ơi. À, đứng lòi cái giò thiệt chứ. Double kill. Quăng quại luôn. Chó. Hey. Yeah. Thứ gì mua ngược luôn đi nha. Thì nhóc. 4 cây với to đây, 8 cây với to chơi chút nào. To nè, to nè. Tôi mua với to chơi thiệt. Còn tiền không, cầm một chơi bông keo. Không có xóm mua mẹ cái cây 1-5 mẹ. Đây, da đen bên đây, da đen bên đây, da đen bên đây. Phá keo vô. Vô. Tới nè. Đừng 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 ra ngoài quá, đừng ra ngoài quá. Kê cho em nè. Một thằng nữa. Cho em nè, cho em nè. Đúng ra thằng trên nó bắn. Đúng vô nè, đúng vô nè. Thằng ở trên nó bắn được nha. Cú đá nha. Bỏ vô đi, rồi cứu đời đó. Cứu đời đó. Còn thằng ở đất ở trên nè. Mẹ, bắn tao, mẹ bắn tao. Thằng ở đất ở trên. Đừng có ra, đừng ra, đợi đi, đợi nó xuống bắn trên mạng. Double kill. Ừ, đứng đó đi, nó xuống nè. Đằng cái đất không ra lút giò cũng được. Bọn này đất nha. Có lưu đạn đâu, chỗ lên. Chỗ tới không? Có lưu đạn tới. Lút vô. Né ra, lưu đạn văng xuống chết luôn. Trời ơi, chóng mà chả luôn đi. Chóng đi. Win rồi. Vậy là mình đã test xong cái băng quyền nha anh em.
Anh em có ý kiến gì về cái băng bưu quyền này thì để lại dưới phần bình luận cho mình. Hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye anh em.